Chào mừng quý vị đang đến với bản tin Today Live ngày 19 tháng 2 năm 2020. Và ngày hôm nay với chủ đề công nghệ giải trí, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Lừa bán khẩu trang trên Facebook chiếm đoạt gần 600 triệu đồng. Du lịch Hà Nội lập kế hoạch phục hồi sau dịch Covid-19, sẵn sàng cho F1. Xử phạt 10 cơ sở kinh doanh trò chơi máy bắn cá tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Liên, sinh năm 1992, thường trú tại xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, vì có hành vi lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt gần 600 triệu đồng. Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Liên lập tài khoản Facebook mang tên Vi Lê, có địa chỉ ở thành phố Đà Nẵng và thông tin có thể bán khẩu trang với số lượng lớn. Sau đăng tin, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2, một người mua đã chuyển tiền vào các tài khoản của Lê Thị Liên với tổng số tiền là 566 triệu 600 ngàn đồng để mua 600 thùng khẩu trang y tế. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy hàng gửi về, người này biết mình đã bị lừa và đến công an trình báo. Cùng với thủ đoạn trên, Liên khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt 38,8 triệu đồng của hai người dân ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng. Vụ việc đang được lực lượng công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra và làm rõ. Mới đây, Sở Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội đã xây dựng các kịch bản để chuẩn bị khôi phục lại thị trường sau dịch Covid-19, sẵn sàng cho giải đua xe công thức 1. Kịch bản mà Sở Du lịch đã xây dựng để hồi phục thị trường gồm 4 giải pháp, trong đó nhiệm vụ hàng đầu vẫn là tiếp tục tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Để khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn và thân thiện, liên quan đến việc du lịch Hà Nội chuẩn bị cho giải đua xe công thức 1 F1, thời điểm này công tác chuẩn bị cho giải đua vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Sở Du lịch đã làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, lữ hành yêu cầu đảm bảo an toàn cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ, bình ổn giá, không để giá dịch vụ tăng cao trong thời gian này. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vừa ra công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Văn hóa phải khôi phục nguyên trạng ngôi nhà một tầng thuộc cụm công trình trạm phát sóng Bạch Mai mà công ty này vừa tự ý tháo dỡ. Trong công văn, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng yêu cầu công ty khẩn trương khôi phục nguyên trạng công trình là nhà gạch xây một tầng mái ngói, phần nằm ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 2. Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết, ngoài một gian đầu tiên thuộc diện phải giải tỏa được phép đập bỏ, 4 gian còn lại của tòa nhà đã bị đơn vị quản lý tòa nhà tháo dỡ gần hết mái ngói và gây ra nhiều hư hại khác khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu công ty khôi phục trở lại như ban đầu. Công tác khôi phục phải được hoàn thành trước ngày 20 tháng 2. Sau gần một tháng tổng kiểm tra tất cả những cơ sở kinh doanh trò chơi máy bắn cá trên địa bàn, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử lý hành chính 10 cơ sở vi phạm, niêm phong 79 máy bắn cá. Đợt tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi máy bắn cá trên địa bàn quận 1 được thực hiện từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2. Các cơ sở vi phạm chủ yếu về việc sử dụng máy bắn cá không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổ chức hoạt động sau 10 giờ đêm. Qua đợt kiểm tra cũng ghi nhận 12 cơ sở kinh doanh máy bắn cá đã ngừng hoạt động. Trong thời gian tới, Công an quận 1 tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm túc các quy định trong kinh doanh, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cờ bạc, núp bóng trò chơi điện tử trên địa bàn quận. Quý vị thân mến, trong thời gian cho học sinh nghỉ học vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, Sở đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức cho học sinh học tập tại nhà qua thư điện tử, Zalo, Facebook, Messenger. Phần lớn giáo viên đánh giá việc giao các em ôn bài qua mạng là biện pháp tốt giúp củng cố kiến thức. Tuy nhiên thì vẫn có những hạn chế khi thực hiện như một số giáo viên chưa có khả năng thực hiện thao tác phần mềm, nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa không tiếp cận mạng Internet. Dự kiến đến hết tháng 2, học sinh Cần Thơ mới trở lại trường. Do vậy, việc ôn bài qua mạng sẽ tiếp tục được các trường triển khai, giúp cho học sinh ôn luyện kiến thức, bắt nhịp lại việc học một cách hiệu quả sau thời gian nghỉ khá dài để tránh dịch COVID-19. Phần tin tức xung quanh chủ đề công nghệ giải trí cũng đã khép lại phần cập nhật tin tức của chúng tôi. Và Today Live sẽ quay trở lại ở phần tiêu điểm. Thưa quý vị, bệnh viện là nơi tập trung rất nhiều các loại virus, vi khuẩn và các mầm bệnh dịch, là nơi có khả năng lây nhiễm chéo rất cao. Do đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nếu chẳng may phải đến bệnh viện để khám chữa bệnh thì chúng ta cần lưu ý điều gì? Liệu rằng
có kinh nghiệm hay giải pháp công nghệ nào giúp khám bệnh nhanh hơn và hạn chế được nguy cơ lây nhiễm nguồn bệnh? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu qua phóng sự sau đây quý vị nhé. Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay thì thay vì phải đến bệnh viện xếp hàng chờ đợi để lấy số khám chữa bệnh thì với chiếc thẻ thông minh như thế này, tôi hoàn toàn có thể gọi điện đến tổng đài để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký khám theo yêu cầu. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện, quý vị lưu ý ngoài việc đeo khẩu trang thì với những chiếc thẻ khám bệnh thông minh như thế này, tôi có thể đăng ký số khám bệnh từ xa cũng như hạn chế tiếp xúc đông người tại bệnh viện. Tiền mặt khi trao đổi qua tay từ người này sang người khác thì nguy cơ tiềm ẩn rất nhiều nguồn lây nhiễm bệnh. Và với tấm thẻ thông minh như thế này thì tôi có thể thanh toán viện phí ngay tại phòng khám bệnh của bác sĩ. Với thao tác đơn giản như thế này là chúng ta không cần mang theo tiền mặt hay là thẻ ngân hàng. Và quan trọng hơn, đó có thể là giảm được nguy cơ rủi ro lây nhiễm dịch qua thanh toán tiền mặt. Trong cái dịch corona bây giờ thì coi như mình muốn đăng ký đến khám thì mình đăng ký tại nhà, không phải mất thời gian đến đây để mà chờ. Tôi đã gọi qua tổng đài trước, thì đến thì tôi lấy số khám luôn, thì tôi không phải xếp hàng chờ đợi nữa. Thì tôi cũng không phải tiếp xúc nhiều với cả bệnh nhân hoặc là các cái thủ tục rườm rà kia nữa. Hiện nay chương trình sử dụng thẻ khám bệnh thông minh đã được triển khai áp dụng ở 40 bệnh viện trên cả nước. Mô hình này không chỉ góp phần phục vụ người bệnh tốt hơn mà còn hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình điều trị, quản lý hồ sơ lịch sử khám chữa bệnh khoa học và tiện lợi. Trước hết là có thể đăng ký khám bệnh từ xa, xem rằng là anh bị những các cái triệu chứng như thế nào, là bệnh viện đã có thể sàng lọc được bước đầu. Về mặt thông tin của người bệnh là nó đã vào cái mạng chung của bệnh viện rồi. Và những cái số liệu này nếu như mà tất cả các bệnh viện đều có thẻ như thế này thì nó sẽ có thể chuyển đổi đi toàn quốc được. Hy vọng với trải nghiệm khám bệnh thông minh nhờ dịch vụ y tế công nghệ cao thì quý vị sẽ có thêm những giải pháp để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình, phòng tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng cũng như cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ mang đến quý vị câu chuyện khởi nghiệp game di động trong chuyên mục Góc chia sẻ. Quý vị đừng vội chuyển kênh nhé. Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị cũng sẽ đồng ý với Đào Duy, trong điện thoại di động của mỗi chúng ta đều có ít nhất một trò chơi nào đó. Báo cáo thị trường game toàn cầu năm 2019 của Newzoo đã chỉ ra rằng các game di động đã chiếm ưu thế hơn so với những game trên máy vi tính và console khi chiếm tới 45% thị phần. Dự kiến đến năm 2022, các game di động sẽ tạo ra doanh thu khoảng 95,4 tỷ đô la Mỹ. Thị trường game di động màu mỡ như thế, nhưng liệu khởi nghiệp trong lĩnh vực này có dễ dàng hay không? Cùng trao đổi với anh Nguyễn Tuấn Cường, đồng sáng lập của Amanos, nhà phát hành game âm nhạc Việt Nam Lọt Top, nhà xuất bản ứng dụng di động hàng đầu thế giới năm 2019, theo bảng xếp hạng của App Annie và Sensor Tower quý vị nhé. Cảm ơn Cường đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Làm thế nào để một cái nhà xuất bản game ở Việt Nam có thể lọt vào top những cái nhà phát hành lớn ở khu vực như vậy ? Đối với bọn mình, cái bí quyết quan trọng nhất đó chính là sự tập trung. Tại vì Amanos là một công ty về công nghệ âm nhạc và mình xác định từ đầu cái tập trung của mình là về trải nghiệm âm nhạc. Cho nên trong suốt 5 năm hoạt động của Amanos thì bọn mình đều cố gắng tập trung vào việc tạo ra những cái game âm nhạc mà có thể mang lại những cái trải nghiệm sáng tạo, đơn giản nhưng mà hiệu quả cho người dùng. Có vẻ đơn giản nhưng mà cái kiên trì đó nó giúp cho bọn mình hiểu rất sâu về cái bọn mình đang cố gắng làm và bọn mình có những cái bí quyết để làm được việc đó một cách thành công. Theo anh đánh giá thì thị trường Mỹ có phải là một cái thị trường khó tính hay không? Và vì sao Amanos lại quyết định chọn thị trường Mỹ mà không phải là một cái thị trường nào khác? Cái điều thứ nhất là vì sao bọn mình chọn thị trường Mỹ thì đơn giản nó là thị trường có doanh thu cao nhất thế giới. Và cũng bởi vì điều đó cho nên có rất nhiều cạnh tranh ở thị trường đó. Và mình sẽ không nói một thị trường khó tính hay không khó tính, tại vì mỗi thị trường người dùng sẽ có cái nhu cầu, có cái đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là thị trường Mỹ là thị trường có doanh thu nhiều nhất, cho nên mọi người đều cố gắng là đi vào thị trường Mỹ. Cho nên Cường nghĩ ở đây chính xác hơn thì nó sẽ là thị trường cạnh tranh nhiều nhất.
Vậy còn thị trường Việt Nam như thế nào? Mình là người Việt Nam và hiểu rõ thị trường Việt Nam, vì sao mình không lựa chọn thị trường Việt Nam là nơi khởi đầu cho mình? Thị trường Việt Nam thì đối với Cường nghĩ thì nó có rất nhiều tiềm năng. Tuy nhiên cái lý do mà bên mình chọn thị trường Mỹ đơn giản là tại vì cái loại game mà cái sản phẩm game âm nhạc bọn mình phát triển là những cái sản phẩm nó rất là đơn giản và nó dễ dàng đi ra ngoài khỏi cái ranh giới Việt Nam nhất. Và khi mà mình có thể ra khỏi ranh giới Việt Nam thì không ngại gì mà mình không tiến vào cái thị trường lớn nhất thế giới. Hiện tại thì bọn mình vẫn có một số cái kế hoạch để tiến vào thị trường Việt Nam, tập trung vào thị trường Việt Nam nhiều hơn, ngoài các việc là phát triển những cái sản phẩm có nhạc Việt Nam, content Việt Nam, thì bên mình còn có hợp tác với các nghệ sĩ như là Sơn Tùng MTP. Thì mình thậm chí bên mình còn có một cái sản phẩm riêng cho Sơn Tùng MTP. Chỉ sau 2 ngày ra mắt thì sản phẩm game với hợp tác với Sơn Tùng MTP nó đã đạt đến cái top 1 về game, về mặt download ở thị trường Việt Nam. Thì đối với mình đó là một phản ứng rất là tích cực của thị trường. Việc quan trọng ở đây nó sẽ là mình hiểu được thị trường nó như thế nào mà mình có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường nó như thế nào. Tại vì về cơ bản thì thị trường Việt Nam là một thị trường lớn về mặt doanh số vẫn lẫn như là doanh thu. Nhận thấy tiềm năng của thị trường Việt Nam là như vậy, nhưng mà khi muốn phát triển tại thị trường Việt Nam thì có gặp những cái thách thức, những cái khó khăn nào ạ? Khó khăn để việc tạo ra một game âm nhạc ở thị trường Việt Nam, cái điểm thứ nhất đó chính là làm sao để tạo ra được một cái định vị, một cái sản phẩm mà có thể giúp cho người dùng tương tác với âm nhạc một cách đơn giản nhưng mà vẫn hiệu quả. Cái điểm thứ hai đó chính là việc mua bản quyền về âm nhạc. Cái điểm thứ ba nữa đó chính là hiểu về thị hiếu của người dùng và mình mang lại những cái sản phẩm, những cái phần nhạc nó phù hợp với cái thị hiếu đó. Thưa anh, để khởi nghiệp trong lĩnh vực game mobile thì đam mê thôi đã đủ hay chưa ạ? Đối với mình thì đam mê là nền tảng cho tất cả mọi việc. Nhưng mà rõ ràng chỉ là có nền tảng không thì không đủ. Ngoài đam mê, mình phải kiên trì và giữ vững cái đam mê đó để tiếp tục cái con đường mặc dù có rất nhiều thử thách và thất bại. Cái điểm thứ hai nữa đó chính là kiến thức chuyên môn, hiểu người dùng họ cần gì. Để mình dùng cái kiến thức chuyên môn đó mà mình hình thành ra những cái sản phẩm mà nó đáp ứng được cái nhu cầu, cái mà người ta cần. Và cái cuối cùng mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là đội nhóm của mình. Mình phải có được những người cộng sự chia sẻ được với mình cái mục tiêu đó và có khả năng về kiến thức chuyên môn cũng như đam mê để cùng nhau tạo ra những cái giá trị cho người dùng. Một lần nữa xin cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn Diễm. Chuyên mục Góc chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin Today Live ngày hôm nay. Hy vọng rằng các gia đình đã có những thông tin bổ ích và thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.